Đến sáng ngày 26 tháng 7, Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện 29 ca dương tính qua test sàng lọc. Trong đó có 21 người bệnh, 2 người nhà bệnh nhân và 6 nhân viên y tế. Ngay trong sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với Bệnh viện Phổi Hà Nội, số 44 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, trong vòng 14 ngày, kể từ 18 giờ ngày 25 tháng 7 cho đến khi có quyết định mới. Cùng với đó, để phục vụ công tác kiểm tra, truy vết, các cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ đường Thanh Nhàn, đoạn từ đường Kim Ngưu đến ngã ba giao với đường Võ Thị Sáu. Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ và những người dân ở trong khu vực, tất cả những người khác tạm thời không được vào trong khu vực. Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cũng đề nghị Bệnh viện Phổi Hà Nội cung cấp danh sách bệnh nhân ra viện kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2021 để phục vụ công tác điều tra, truy vết tại cộng đồng. Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội, đến 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo 24 trong tổng số 29 ca dương tính bệnh viện này đã có kết quả khẳng định. Trong số các trường hợp này, có 21 người bệnh đang điều trị tại khoa nội 3, khoa nội 1 và khoa nội 5, 2 người nhà chăm bệnh nhân tại khoa nội 3 và khoa nội 4, 6 nhân viên y tế tại khoa nội 3, khoa nội 2 và khoa nội 4. Trước đó, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 18 giờ tối ngày 25 tháng 7 và xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của quận Hai Bà Trưng thực hiện phong tỏa toàn bộ bệnh viện. Bác sĩ, bệnh nhân, người trong bệnh viện được yêu cầu không ra khỏi khu vực phong tỏa. Ngay trong đêm 25 tháng 7, tất cả những trường hợp dương tính và các đối tượng tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly theo quy định. Từ 10 giờ ngày 26 tháng 7, toàn bộ tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Phổi Hà Nội đã bị phong tỏa để tránh nguy cơ lây lan dịch. Việc cách ly Bệnh viện Phổi Hà Nội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các bệnh viện khác nằm trong khu vực. Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cũng đã siết chặt tất cả các khâu khám chữa bệnh, kiểm tra nghiêm ngặt những người ra vào viện.